Chánh văn 11. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng đều là sức oai thần của Phổ Hiền. Giảng giải. Đoạn này hiển bày thần chú là toàn thể pháp giới, nên nói rằng phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu niệm oai thần của Phổ Hiền thì pháp giới đại dụng hiện tiền, nên tâm hành giả và thần chú thầm hợp thì Bồ Tát sẽ cảm ứng vậy. Chánh văn 12. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hành Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu trồng cội lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Giảng giải. Đây là nói công hạnh chính yếu của sự trì kinh là lấy chánh niệm làm chủ. Ở trước, một bề chỉ nói về thọ trì đọc tụng mà thôi. Đến đây, Ngài Phổ Hiền đặc biệt nói về tư duy tu tập, nhớ nghĩ chân chánh. Do đó mới biết, trì kinh là lấy quán chiếu làm hạnh chánh yếu. Nếu không thì chỉ xem theo nơi hàng, đếm nơi chữ hay giấy mực, vân vân. Khởi tín luận nói rằng, giác tâm sơ phát, tâm không có sơ tướng, vì xa lìa niệm vi tế, do vậy thấy được tâm tánh. Lại nói, thường quán vô niệm có thể cho là hướng về Phật trí. Ở đây nói ghi nhớ chân chánh, tức là vô niệm. Nói hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, tức là quán vô niệm mới cùng với chân như pháp giới tương ứng. Vì vậy, cảm Ngài Phổ Hiền hiện thân gia trì, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Thế nên, dưới đây trải qua nói, nghĩ nhớ chân chánh, hiểu rõ nghĩa thú kinh này. Do đây nên biết, nhập Phật tri kiến, tất phải lấy chánh niệm làm yếu hạnh. Chánh văn 13. Nếu chỉ biên chép, người này mạng chung sẽ sinh lên trời đao lợi. Bấy giờ, 48.000 thiên nữ trỗi các kỹ nhạc mà đến rước đó. Người đó liền đội mão bảy báo ở trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành. Giảng giải. Đây là so sánh lợi ích của thắng hạnh. Nếu chỉ biên chép thuần túy mà hoàn toàn không hiểu nghĩa thú của kinh thì được quả báo, người này mạng chung sẽ sinh lên trời đao lợi. Huống là thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành, lại chẳng cảm được sự gia trì của Như Lai ư? Chánh văn 14. Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa thú kinh này, người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đâu Xuất, chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sinh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng Đại Bồ Tát cùng nhau dây quanh. Có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép. Hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Giảng giải. Đây là sự hiển bày sự lợi ích thù thắng của người nào thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa thú kinh này để khuyên tu trì. Ở trên nói, chỉ biên chép thì được sinh lên cung trời đao lợi. Nay nói rõ về phước lợi của sự hiểu nghĩa thú của kinh. Người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, liền lên cung trời Đâu Xuất, cùng với Ngài Di Lặc Bồ Tát bổ xứ sinh cùng một chỗ. Đây chính là cái duyên của Long Hoa Tam Hội ở tương lai vậy, lại còn làm duyên chủng nhất thừa diệu pháp. Do đó, người trí nên phải nhất tâm, nhớ nghĩ chân chánh, như lời dạy mà tu hành làm diệu hạnh. Chánh văn 15.
Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề khiến chẳng dứt mất. Giảng giải: đây là kết lại lời nguyện của Ngài Phổ Hiền, là làm cho kinh Pháp Hoa này được lưu bố, thề nguyện làm cho Phật chủng chẳng dứt mất. Chánh văn 16. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hay thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ, kinh này làm cho nhiều chúng sinh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Giảng giải: đây là Đức Như Lai khen ngợi công đức hộ trì kinh của Ngài Phổ Hiền. Đức Như Lai cũng dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát, vì kinh này là pháp của Như Lai hộ niệm. Ngài Phổ Hiền thủ hộ người trì kinh thì kinh ở nơi Phổ Hiền, cho nên Đức Như Lai cũng ủng hộ người thọ trì danh hiệu Phổ Hiền thì kinh này cũng là ở nơi người thọ trì danh hiệu. Do vì có móng niệm khởi lên cũng đều là pháp giới tánh hiện tiền chiếu rõ. Chánh văn 17. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật, Ngài khen lành thay. Phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Giảng giải: đây là nói về người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh tu tập là chứng đắc vi diệu của nhập Phật tri kiến. Kinh này đã có toàn thân Như Lai, nên vì vậy được thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệu khế pháp thân, nên như từ miệng Phật mà nghe. Vì niệm niệm nhập Phật tri kiến nên gọi là cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, được Phật khen ngợi lành thay. Vì chân chánh gieo hạt giống để thành Phật nên chắc chắn được Phật thọ ký, nên Phật lấy tay xoa đầu. Tất cả công hạnh đều là hạnh của Phật nên lấy y trùm cho. Đó đều là do nơi ghi nhớ chân chánh mà tu tập nên được diệu chứng. Chánh văn 18. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền. Giảng giải: đây là nói trì kinh diệu chứng mà được thành công. Ở trước, phẩm an lạc hạnh đã dạy, người trì kinh không nên gần gũi kinh sách ngoại đạo, cũng chẳng gần gũi với người làm nghề ác, người nữ, chẳng khởi phiền não tam độc. Mỗi mỗi đều thiết tha răng cấm, sợ bị dẫn dắt trở thành tập khí, chướng ngại cho chánh ước niệm,
nên cần phải tránh xa không để chúng tác hại. Nay đã nhập Phật tri kiến, tất cả những ác tập đều sạch hết, tự nhiên không còn tham ưa hay bị nó làm não hại. Phàm có chỗ tu đều do nơi diệu hạnh của Phổ Hiền. Nếu Phật tri kiến chưa mở thì mọi hành động đều là nhiễu loạn. Nay đã chứng ngộ và thể nhập thì không pháp nào chẳng diệu, cho nên không cần chờ phải xa lìa mà tâm tự xa lìa. Chánh văn 19. Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Giảng giải. Đây là nói về nhập Phật tri kiến, tức được quả Bồ Đề. Do vậy, khi thấy người trì kinh nên nghĩ rằng người ấy sẽ thành Phật. Chứng quả có hạn kỳ nên nói rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng. Còn nói phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người, đều là những việc thành Phật. Chánh văn 20. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cùng ở trong hiện đời đặng phước báo đó. Giảng giải. Đoạn này nói do trì kinh mà cảm được phước báo hiện tiền, do vì sống trong pháp vị nên chẳng tham đắm ngũ dục thế gian. Bởi phước báo chính là trí huệ nên sở nguyện chẳng hư vọng. Tam chướng ngày càng tiêu trừ nên phước báo ấy càng tăng trưởng. Hiện báo như vậy thì vị lai sẽ sinh lên cõi trời thù thắng có thể biết. Trước và sau phân biệt sự lợi ích của trì kinh chẳng đồng. Vì nhờ chánh ức niệm như pháp tu hành thì chẳng bao lâu sẽ thành Phật. Do thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Pháp Hoa thì cảm ứng phước báo của cõi nhân thiên. Chánh văn 21. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời nay đặng quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thật hoặc chẳng thật, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh, sẽ đời đời răng nứa thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thủng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Giảng giải. Đoạn này nói chung về nghiệp báo của việc khen ngợi hay hủy báng người trì kinh, ví như gian theo tiếng, bóng theo hình. Khinh hủy người trì kinh, ông là người điên cuồng vậy, là người mất đi chánh kiến, nên cảm quả báo đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi thì người ấy trong đời nay đặng quả báo hiện tại. Nếu nói bày lỗi quấy của người trì kinh, bất luận là hư hay thật đều mắc bệnh bạch lại, do làm thương tổn pháp thân nên mắc bệnh này. Nếu khinh cười người trì kinh thì chiêu cảm quả báo đời đời răng nứa thưa thiếu, môi xấu và các quả báo khác. Do nơi khẩu nghiệp làm tổn thương toàn thể diệu pháp, nên cảm ra nơi thân phải chịu các ác nghiệp trọng bệnh như vậy. Phẩm phương tiện ở trước có nói về quả báo của người khinh hủy kinh trong thời mạt pháp, là cảnh giác người trì kinh không khéo chọn lựa người theo căn cơ, khiến cho người vô trí khinh chê hủy báng. Đó là nói riêng về người hủy báng kinh. Từ phẩm trì về sau, nói về sự hủy báng pháp sư trì kinh
là nói riêng hủy bán người trì kinh, sợ người nghe hủy bán nơi pháp sư thì Phật chủng từ đây mất đi. Nay nói về người trì kinh, ý ở nơi nghĩ nhớ chân chánh như thuyết tu hành, việc đó sẽ nhập Phật tri kiến, diệu chứng pháp thân. Nếu hủy bán sẽ làm thương tổn cho toàn thể pháp thân. Nên biết rằng những quả báo mà Đức Phật đã nói, dù trước hay sau đều có chủ yếu, không nên cho rằng tiết này giống với đoạn văn ở trước. Tuy nhiên, Đức Phật dùng đại viên cảnh trí bình đẳng thuyết pháp, viên chiếu pháp giới, thủy chung nhất quán, chỗ diễn bày được xứng tánh để được đầy đủ cái tình với chúng sinh. Phật vốn không có tư lương phân biệt. Nếu lấy văn chương để làm phương tiện tìm kiếm chân lý, thì dường như Phật có tâm phân biệt. Thế nên, dựa vào văn tự ngôn ngữ, thì nó xa vào lời nói của phàm tình. Chẳng phải đại trí vô tư thuyết pháp phù hợp với thể tánh. Cho nên nói rằng, hàng học giả nên khéo ở nơi nghĩa, không nên chấp ngôn thuyết, y nghĩa bất y ngữ. Chánh văn 22. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này, phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Giảng giải. Đây là lời kết của Phật dạy, phải kính thờ người trì kinh Pháp Hoa, tức là chung kết về ý nghĩa tôn trọng giáo Pháp. Đoạn văn trước đã nói kính người trì kinh như kính Phật, vì họ như thuyết tu hành nhập Phật tri kiến, chẳng bao lâu sẽ đắc quả Bồ Đề. Diệu hạnh đã viên mãn nên phải kính thờ như Phật, chính là nghĩa này vậy. Chữ thị cố, đó là lời nương kết văn ở trên. Chánh văn 23. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hàng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni, tam thiên đại thiên thế giới di trần số các đại Bồ Tát đủ đạo Phổ Hiền. Giảng giải. Đoạn này là phần tổng kết việc nghe phẩm này mà thành tựu công hạnh. Do nhập Phật tri kiến thì tất cả các pháp chung quy là pháp giới, cho nên được trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni. Mỗi hạnh đều xứng chân pháp giới, cho nên nói là đủ đạo Phổ Hiền. Do nghe pháp Phổ Hiền này mà thành tựu lợi ích lớn, quy tột về nơi đây. Diệu hạnh trong kinh Lăng Nghiêm thì kết quy về vô sở đắc. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử đi tham học khắp các vị thiện tri thức, sau khi nhập pháp giới chỉ thấy ngài Phổ Hiền. Bởi lẽ trong pháp giới tánh vốn không có chứng đắc, cho nên chỉ có Phổ Hiền mới xứng với dung lượng của pháp giới. Thế nên chỉ thú của kinh Hoa Nghiêm và pháp Hoa cần phải một lý để thấy mục đích thuyết pháp của Như Lai. C. Phần lưu thông. Chánh văn 24. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân, các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân, các vị thanh văn và hàng trời, rồng, nhân, phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi. Giảng giải. Đây là phần lưu thông rốt sao. Kinh Pháp Hoa lấy ngài Văn Thù Sư Lợi để phát khởi. Đến lúc kết thúc pháp hội không nói đến tên ngài, do Bạc Đồng Quả Hải,
vì việc mọi biến động thì thể tánh như biển. Như hội Hoa Nghiêm duyên nhập thật thì không có ngài Văn Thù, chỉ quy về nơi ngài Phổ Hiền. Ý nghĩa ấy cả hai kinh giống nhau. Kinh Pháp Hoa chuyên dẫn nhiếp hàng dị thừa, nên nói hàng thanh văn tính thọ phụng hành. Kệ hồi hướng. Cúi lạy Pháp giới chủ, thân tướng hảo quang minh, tùy duyên độ chúng sinh, diễn nói Pháp vi diệu, khiến tất cả thánh hiền đều khai Phật tri kiến. Con dùng trí bát nhã để đo Pháp tánh không, như uống giọt nước biển, đều biết vị trăm sông. Pháp tịch diệt ly ngôn, khó dùng tư duy cầu. Môn trí huệ thậm thâm, phương tiện được thông đạt. Nguyện thấy nghe tùy hỷ, liền khai Phật tri kiến. Phật chủng chẳng nghĩ bàn, rốt ráo thường chẳng dứt. Đồng vào thành niết bàn, an trụ cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa. Chung. Huệ Nghiêm, mùa An Cư Kỷ Mùi, tháng 6, ngày 20 tháng 6 năm 1979, cuối năm cao học. Kính ghi Tỷ Kheo Thích Minh Huệ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.